Rồi, xin chào mừng cả nhà. Chào mừng các anh chị đến với kênh Đất Vườn Có Rễ của em nha. Hôm nay em Sinh Lê sẽ giới thiệu với anh chị một cái lô đất, đất vườn. Một vườn cây ăn trái có sẵn, đang cho thu hoạch rồi. Thì vườn cây của chúng ta hiện tại đang trồng mít và bưởi. Cũng có một số cây tạp nữa. Cái vườn cây ăn trái này thì nó có hai mặt tiền đường. Một mặt tiền đường giao thông nông thôn này là mặt tiền đường của nó là dài 42 mét này mấy anh chị. Còn cái mặt tiền mép bên này là dài 38 mét nha. Xung quanh thì ở đây thì khu vực nhà dân có sẵn. Người ta đã ở rồi. Dân cư là có sẵn luôn rồi nha mấy anh chị. Đất của chúng ta thì tọa lạc ngay ở đường 18 ấp 3 Sông Chầu, Trảng Bom, Đồng Nai. Cái vị trí đất thì cũng tương đối là thuận tiện. Ở đây thì chúng ta đi ra ngoài đường Nguyễn Hoàng, Sông Chầu á, là chỉ tầm khoảng 800 mét thôi. Ở ngoài đầu đường á, thì là có đầy đủ những cái tiện ích sống như là chợ, rồi trường học, rồi trạm y tế. Nó cách của chúng ta trong tầm khoảng 2 cây là có sẵn hết rồi nha. Đó. Mà chúng ta ra ngoài trung tâm thị trấn Trảng Bom á, nó cũng chỉ tầm vào khoảng 7 km thôi. Còn đi ra ngoài khu công nghiệp Bầu Xéo là khoảng 8 cây số nha. Đường thì đường thông nha, đường nhà nước chuẩn bị được lên bê tông rồi này. Đường này hướng bên này là hướng ra ngoài đường số 18 Sông Chầu. Còn nếu mà mấy anh chị chạy xuống bên đây là hướng ra ngoài đường Tây Hòa số 07, ra ngoài khu công nghiệp Bầu Xéo nha. Đó, dân ở đây thì ở rồi. Đó. Nếu mà các anh chị mà ở gần khu vực này á, chúng ta đang ở trong những cái ngôi nhà chật hẹp mà chúng ta mong muốn sở hữu được một cái vườn rộng như thế này á, thì hãy liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ dẫn các anh chị đi xem đất thực tế và tư vấn cụ thể chi tiết hơn. Rồi, các anh chị có gì thắc mắc thì hãy gọi cho em nha. Em là Sinh Lê, số điện thoại 0985747863. Và các anh chị nhớ đăng ký kênh của em để ủng hộ cho em những cái video tiếp theo nha. Em xin chào các anh chị nha.